Câu chuyện tâm linh về suy nghĩ tùy tiện. Tại nông trang nọ có có một đôi vợ chồng tá điển họ Triệu, hai vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Một ngày kia, người vợ nghe nói ông chồng có tình nhân bên ngoài, cũng không biết là thật hay giả. Bà vợ tính khí vốn điềm đạm dịu dàng, nên cũng không làm ầm ĩ như người ta, chỉ nói đùa với chồng rằng, nếu như chàng không yêu thiếp mà lại đi yêu con hồ ly tinh kia, vậy thì thiếp sẽ treo cổ tự sát cho chàng xem. Ngày hôm sau, trong khi người vợ đang ở ngoài đồng ruộng, gặp được một thầy đồng Ông thầy đồng này có cặp mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ ở cõi âm bên kia. Nhìn thấy bà, ông kinh hãi la lên, sau lưng bà, sao lại có một con quỷ chết treo bám theo vậy? Lúc này bà mới biết rằng, ngay cả những lời nói đùa trong lúc nói chuyện, thì ma quỷ cũng đều nghe thấy được. Phàm là những ai tự sát, nhất định phải tìm được người thay thế mới có thể được đầu thai chuyển sinh, cũng không biết được vì sao cõi âm gian lại quy định như vậy. Có thể là vì chán ghét những người tự sát kia vậy nên không để họ có được sinh mệnh mới một cách mau chóng. Cũng là để cho con người thế gian sau khi biết được, thì không còn dám tùy tiện tự sát nữa. Câu chuyện tâm linh về cái giá của sự buông bỏ. Còn có một câu chuyện, nói về một người họ nhấp, đi vào núi sâu để tạo mộ, trên đường về nhà, vì là mùa đông đêm dài ngày ngắn, chẳng mấy chốc thì trời đã tối, ông sợ trong núi có cọp beo theo sau, liền chạy thục mạng xuống núi. Sau đó, nhìn thấy ở lưng chừng núi có một ngôi miếu hoang, Ông vội vàng chạy vào trong miếu, lúc này trời cũng đã hoàn toàn tối hẳn rồi, thế là liền ở tạm nơi này một đêm. Ông nghe thấy góc tường có tiếng người nói, "Đây không phải là nơi dành người ở, ông hãy mau chóng rời khỏi đây ngay." Họ nhấp hỏi ông ta cớ sao lại ở nơi tối tăm như vậy thì người kia trả lời, "Tôi là con quỷ chết treo, ở đây vốn để đợi người thay thế." Họ nhấp nghe xong, liền rợn cả tóc gáy, vô cùng sợ hãi. Sau đó liền nói, "Nếu như bây giờ ra ngoài chẳng may bị cọp beo ăn thịt thì sao?" thà rằng bị quỷ hại chết, vậy tôi ở cùng với ông vậy. Hồn ma nói, không đi cũng được, nhưng mà âm dương vốn dĩ không chung đường lối, ông không chịu được sự xâm nhiễu của âm khí, tôi cũng không chịu được dương khí, cả hai đều sẽ không được an định, vậy chúng ta mỗi người ở một góc, không đến gần nhau là được rồi. Sau đó, họ nhấp hỏi hồn ma rằng tại sao cần phải tìm người thay thế. Hồn ma nói, ông trời có đức hiếu sinh, vốn không mong muốn con người tự sát, tựa như trung thần chết vì đất nước liệt nữ chết vì chồng, tuy đều là tự sát, nhưng không cần phải tìm người thế thân. Còn những người bị hoàn cảnh bức bách đến đường cùng, đã không còn đường để sống nữa, ông trời cũng sẽ niệm tình họ rơi vào cảnh bất đắc dĩ. Thế là dựa vào những việc thiện ác của họ làm lúc còn sống mà để họ đi đầu thai, cũng không cần tìm người thay thế. Nếu vẫn còn có một con đường sống, hoặc vì chút chuyện bất bình liền chịu không nổi, hoặc muốn mượn điều này để liên lụy người khác, liền khinh suất mà tìm đến cái chết. Đây chính là làm trái với tấm lòng sinh dưỡng vạn vật của đất trời vậy nên sẽ bị trừng phạt đợi đến khi tìm được người thay thế mới thôi thời gian bị giam cầm trong nơi u tối thường thường phải trên cả trăm năm hoặc nghìn năm vẫn còn chưa kết thúc họ nhiếp hỏi không phải có chuyện dẫn dụ người khác làm thế thân hay sao hồn ma đáp loại việc như vậy tôi thật sự không nhẫn tâm để làm phẩm là những ai chết treo nếu như là vì để bảo toàn tiết nghĩa mà chết linh hồn sẽ từ đỉnh đầu thăng lên trên quá trình tử vong đặc biệt mau chóng nếu như là vì phẫn nộ đố kỵ mà chết thì linh hồn sẽ từ con tim trở xuống mà đi ra ngoài, quá trình tử vong sẽ tương đối chậm chạp. Ngay tại thời khắc còn chưa tắt thở, hết thể huyết mạch sẽ chảy ngược trở lại, da thịt như muốn nứt ra, đau như dao cắt, lồng ngực dạ dày tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu cùng cực. Trải qua mười mấy khắc, linh hồn mới thoát ra khỏi nhục thể. Nghĩ đến cái khổ này, mỗi khi tôi nhìn thấy có người treo cổ, thì sẽ lập tức ngăn cản, sao lại nỡ lòng dẫn dụ người ta làm thế thân cơ chứ? Họ nhiếp nói với ông ta, ông có được thiện niệm như vậy, nhất định sẽ được sinh lên cõi trời vậy. Hồn ma nói, cái này tôi thật không dám mơ xa, chỉ nguyện một lòng niệm Phật để sám hối nghiệp tội khi xưa là tốt lắm rồi. Không lâu sau thì trời đã sáng, hỏi nữa thì cũng không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn kỹ một cái, hồn ma đã không thấy đâu nữa. Về sau, họ nhấp mỗi lần lên mộ bái tế, cũng đều sẽ mang theo một phần cúng phẩm và tiền giấy để tế bái hồn ma kia, những lúc như vậy sẽ luôn có những cơn gió xoáy nhẹ nhẹ quanh quẩn hai bên. Một năm sau đó, không còn thấy gió xoáy đâu nữa, lòng nghĩ, chắc thiện niệm đã giúp ông thoát khỏi đường quỷ rồi.